tới đây luôn anh ơi, đằng đó có ấy đó nè. Hả? À? Bin lại bin bin mua bầu bu bí gì vậy bin? Sao? Ủa, ba. Bà chô. Thấy không? Thấy là đọc con thấy không? À, anh này cái miệng anh dữ lắm. Muốn gì? Vậy? Đi chưa chạy vô cố xác à. Không thấy trong đội tôi đứng nhóc chưa hả? Bỏ nó đi xuống dưới kìa. Nghe em xuống. Bỏ nó đi xuống dưới kìa. Bỏ nó đi. Ông cậu đó thành lát nữa, lát nữa mày đi học. Xuống mới xong rồi kìa. Không có hả? Ông cậu đó hỏi mới xong kìa. Bầu có bầu không em? Đậu bắp. Cho chế rồi. Cho chế nửa ký đậu bắp đi. Cô ở này cái gì vậy? Để ở trong. Để cho đó cho tư đi. Con đi lại nhà với Trang. Cái con thấy đứng bên đây nó bán nè. Con qua con mua luôn. Thì chưa đi thế nữa. Đi rồi bị đòn. Hết đó cũng được đó cưng. Cho chế đậu đũa cho ngon chứ Thái. Con cũng phá đậu đũa lắm. Ừ. Trời, của chế hết nhiêu? 53. 53 hả? Mua rau. Mua rau rồi về. Ghé hái ít rau muống nữa. Ừ. Ừ, đi về. Ghé hái ít rau muống nữa là về. Đi nhanh nhanh về để con chó này nó bị con khác, con na nó bị con nép vô, nó bị mấy con ở trong đây. Về na ơi, về con na, về mẹ, về con mau lên. Con lên đi về, Bin đi trước đi. Kìa đứng chờ kìa. Lên. Đi. Má Tư cũng về mà. Mẹ đâu chạy? Mẹ đâu chạy rồi ta? Ừ. Mình qua tới bên đây mới chạy về. Ừ. Nè mém tí chật té. Ừ. Chạy lên trên, chật một cái đụng. Nhanh nhanh chứ. Ê dạ. Đi xuyết trước á. Quẹo nhà Úc Trang. Nó biết nó quẹo luôn. Nó biết mình đi đâu luôn. Nó quẹo trước. Nó quẹo trước thôi. Út kìa. Ừ. Chưa đi chỗ hả? Trời ơi, em bệnh quá, em cảm quá. Đi hả? Ờ, mai em mới đi. Mai chỗ hả? Ờ. Ờ. Con đem về nhà đi, để hỏi chi. Con ăn được nhiêu được rồi, con còn cái con đem về đi. Quá trời rau muống luôn. Đây là rau ngổ, rau muống, rồi đậu bắp, đậu đũa, đậu hoa, bầu. Rồi sáng mua. Rồi về giờ mình làm thịt kho khô quẹt để mình ăn với rau luộc rồi đó cả nhà. Cái này muốn luộc hả sao? Sao? Này xào có đó luộc. Cái đó luộc không ngon đâu. Cái luộc dai. Ừ. Cái bầu này luộc không hả? Mình
được luôn không? Ừ. Cái này làm phải đường nhiều lắm mới ngon. Đường nhiều lắm mới kẹo. Đó. Ừ. Đường nước muối. Muối là nước mắm là bột ngọt nè, miếng nước mèo nè, tiêu nè. Này có nước cơm ha, nước cơm nấu lò củi á. Nước sôi rồi thả bầu vô luộc ha. Thì nghĩ qua nó cũng cứng, nó mộng. Qua đã xong, đừng cho nó ra nhũng cái Sao mà mẹ không có đưa, không có mượn ai đưa con như mọi khi. Ai học đó, đi học nữa hè rồi. Đang đi lấy nhà. Để chú chết. Coi nó có đậu sánh chưa. Có pin nó ngoại ăn chứ không có thiếu hộp chứ. Bị bể tiêu hết sao bỏ vô. Không quạt nữa không? Biết gì em biết không? Biết gì em? Cơm.
Con nhà này gì hết cũng thiếu thiếu mà không biết. Nào bên bỏ lại bỏ bác con uống. Dạ cảm ơn mẹ. Đổ đồ giả lại cho mẹ. Cái này là chuột nữa. Bữa cơm nào cũng có chuột. Chuột đồng á. Chuột đồng. Cái này là tại mùa này á, nhiều chuột cho nên là ở nhà ăn cơm bữa nào cũng có chuột. Cơm đây, họ ăn cơm. Rửa kìa con, rửa cho con anh. Rửa nha con. Ừ, đỡ lên gác lên, gác lên. Gác gì con, gác thằng này nè. Gác lên chảo á. Tại vì cái này là cái nền dơ, mình không thể nào để được nha. Con mời cả nhà ăn cơm. Bông. Được con, được con, được chiên ăn đi, nó hơi cay cay chút con, được con ăn cái thế á. Thôi ăn chuột. Quất nè. Ngon quá nè. Con thích chuột hơn. Tí đi. Nó ngỏ thật lắm mẹ. Nó là thịt kho khô quẹt á bên. Anh ơi lấy cái muỗng nhỏ ra luôn anh ơi. Chốt mày nói chừa lại lại con ngỗ dữ lắm rồi sao muốn rồi. Ờ muốn rồi. Sợ muốn rồi hả? Muốn rồi. Con muốn chấm này được không? Chấm không được cho con ăn luôn rồi. Chấm con bẻ không? Chấm được này. Chỉ là con ngỗ sao có đắng được. Đắng ngon không? Ngọt ngọt. Chấm rồi chấm đi hả? Chấm chấm đi nè. Tiêu gì? Dạ. Tiêu gì? Không có. Cái con này kệ đấy. Nhà con này nó không tiêu. Cái tôi mở không? Làm gì tôi mở ra nhé. Ừ. Mở mềm. Chua hả? Bầu nước anh uống nha. Bầu rồi bên. Bầu nó không lâu. Bầu ngon đi nè. Ngon hơn con ăn cá muống rồi. Đây không ngủ cá luôn. Thử cũng có hết rồi nè. Sáng hôm nào cũng chết luôn. Vừa ghé mà vừa ngon. Sáng mua này là 30.000 là tiền sạch. Gia vị niêm nhiếm nữa chân 50 nữa chứ. 50 không? Mấy chục ngàn, năm mấy ngàn đồng này mà thay quá hết. Đồ gạo hả? Ừ. Thì cũng cái một bữa cơm cho 4-5 người. Cho 5 người ăn vô tư luôn. Con cháu nó bẻ cho một ơi con ngỗ. Nó đậu ngoài ruộng. Năm miếng nước đi mà. Tao bẻ rồi cô đắng. Cay quá chân con. Vui mừng. Ăn nhiều cay quá. Mà nói này ăn nguyên ngày chứ một anh mua hành nguyên ngày chứ một mâm hành lá ngon. Tao nói nghe. Ừ, cái ngộ ta cũng hành lá nó mới ngon. Đó hả, tao nói rồi mua hành lá hành lá ngon nè, hành lá. Ừ. Ăn hành nó lấy ngon. Dính trong nó trồng hay quá. Ừ. Bằng bằng không hành lá hả? Ừ.
Vĩnh Châu hả? Lá nhiều hả anh? Ừ. Đi 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 anh ơi, đi vô tôm Vĩnh Châu nó có bán hành chùm anh. Đây chỉ hành lá với mà cũng với rau cần tàu mình nó rau cần tàu mình nó đây. Chánh trồng cần tàu hả? Ừ. Mà ngồi ghi. Nó có bao lẻ. Nó bó cái cần lên xe. Mình mua mà nó chỉ rẻ chứ người ta mua sỉ thôi. Hôm em nhớ anh đã chảnh mua hình chùm nó cũng kiếm 1 ký 5 phút. Đấy ngọt ngọt, ăn ngon lắm. Nó là mắc cơm chứ. Món này dễ bay lòi cơm lắm. Biết ăn mấy chén, bữa nay ăn biết ăn mấy chén. Không biết. Hả? Ăn nào no thôi ha. Muốn mình ngon.